cá chiên. Đây mình sẽ dẫn mọi người đi chơi ở Bang Pu thuộc tỉnh Samutprakan. Thì cái tỉnh này nó cũng rất là gần Bangkok và có cả biển, cả sông, rừng ngập mặn, nhiều thứ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình đi Bang Pu luôn. Đây, Bang Pu nổi tiếng nhất đó là họ sẽ thường đi đến để xem chim hải âu. Tại vì có những mùa là từ tháng 11 đến tháng 4 là chim hải âu họ nó sẽ gọi là di dân hả? Di dân bao di dân thì đó, người ta sẽ đến và cho chim ăn cũng như là chụp hình với chim và ngắm cảnh mặt trời lặn. Một cái nữa là ở Bang Pu nó có hải sản rất là ngon. Nhiệm vụ của ngày hôm nay đó là sẽ phải đi chụp hình được với lại chim và ngắm cảnh mặt trời lặn cũng như là ăn đồ hải sản ở Bang Pu. Bây giờ thì mình sẽ đi ra tàu điện gần nhà để đón bạn mình đi xuống tàu điện và đi chung. Hi, bay Bang Pu, uống nhà bay nãy thì Bang Pu. Dạ, bay cà phê. Cảm ơn em. Kim dạ dạ. Đặc là cứ đến Kim. Ok. Bay. Chặng này bay thì Bang Pu ประมาณ 49-50 นาทีDến rồi mọi người ơi. Ở đây như là một cái khu có nhiều quán, rất là nhiều quán, có cả quán ăn, quán cà phê, cũng khá là chill. Quán này họ có hệ thống chuyển đồ ăn tự động luôn mọi người. Đồ ăn nó đang chạy tới. Đây là cơm chiên. Chiên. Thích cơm chiên mà nó kiểu khô khô như vậy nè, có tôm có đồ á, ngon hơn là kiểu như là nó bị ướt ướt. Đây là cơm chiên cua. Cơm chiên cua. Khấu hạt bù. Một miếng cua rất là bự. Là ngon không là ăn lòi mày ngon phải ăn lòi là tôi dạy mà con cá này rất là bự luôn. Quán này ngon nha, recommend luôn. Mọi người mà sống ở Thái hoặc là qua Thái chơi thì cái này cũng phải đi one day trip được. Mình đi tàu điện đến trạm Khe Hạ á, năng lốp phai thường xài hành đi Khe Hạ. Đến trạm Khe Hạ và ngồi taxi, ngồi Grab vài phút là sẽ đến đây được luôn đấy. Nhưng mà mình không có xe, rất là dễ đi. Và quán này thì kiểu như là vừa có đồ ăn, vừa có cà phê, vừa có kiểu như là handmade ceramic, nhiều thứ. Ok. Đó là có cảnh biển nữa, ngắm biển chiêu chiêu. Nếu như mà đến buổi chiều á, ngắm cảnh mặt trời lặn cũng rất là đẹp luôn. Recommend thiệt. Đồ ăn ngon, giá ok. Kiểu như ở Ná họ sẽ thích những cái style như vậy, cuối tuần họ sẽ đi ăn uống với lại gia đình. Cua to. Ngon không? Ngon. Đến Thái là phải ăn mấy cái con tôm đầu bự như này, rất là béo ngon. Nó chảy ra. Chim này vậy. Nước chấm seafood. Ui, mà lại ọc mà nó kinh mấy đó. Cá chiên.
ăn xong rồi khá xỉa hải. 1.720 là mỗi người khoảng thôi là 2 loại đó. Mỗi người 500 bạc thì khoảng 1.000. Nói chung là ăn với lại cái giá này á, với đồ ăn hải sản như vậy là rất là ok rồi. Rồi bây giờ ở trong cái khu này á, nó còn có rất là nhiều quán cà phê rồi làm handmade các thứ nữa, thì tụi mình sẽ đi dạo quay cảnh thêm cho mọi người xem. Tiếng là bánh chuối, bánh crepe chuối, cho nên là mọi người đang xếp hàng đợi mua rất là dài luôn, và để mình cũng sẽ mua ăn thử coi là nó ngon như thế nào. Tiền đuối tao nấy cho bay sứ tò thẻo sứ két cuối à crepe à crepe dài tới đó luôn. Đứng xếp hàng được chắc cũng nửa tiếng. Từ nãy giờ tới đã tới lượt rồi, gần tới lượt rồi, xong quay lại thấy cái bảng là crepe lui một lẻo, crepe lui một lẻo. Một lẻo một lời. Là crepe cui nó hết rồi, bánh chuối rất mà mình định mua là hết rồi. Mua nè, cái crepe chuối này nè. Ui, hết rồi. Và cứ tưởng là mua cái này. Bên ngày như thế nào, ngon không? Phải ăn bằng đũa. Sao? Ngon không? Ngon. Cái này bao nhiêu? 2 khu 220. Có chín là 110 bạc. 110 bạc một cái bánh này. 80 ngàn. Ngon nha. Mềm, thơm. Cũng không uổng công đứng xếp hàng lắm, nhưng mà hơi tiếc là không được ăn thử cái bánh crepe. Ở quán này họ cũng có bán những cái ly gốm như vậy nè, có thể mua về được ha. À, đây là ly tráng. Ly là keo. Tráng là voi. Ly hình con voi. Ly hình ca. Con voi. Bánh chuối luôn. Bánh chuối. Khi ăn xong đi coi service xong thì giờ tiếp tục ăn, mua thêm một cái bánh rất là nổi tiếng ở quán này nữa, đó là bánh khăn ổng Malay hả? Thon muốn sột. Không biết dịch là tiếng Việt như thế nào. Cũng kinh đi. Ăn thử coi ngon không? Muốn sổ mà tôi nên làm gì? Ngon không? Mà nói lời mà ít ngọt đi. Ngon. Chị mấy ngoại lắm á. No. Ăn không nổi đó. Bây giờ sẽ đi xem con có chim và đi ngắm mặt trời lặn.
đây ที่ นี่ เดี๋ยวหันมาก่อน อุ้มรู้ไหมว่าที่นี่ เอ้ยถ่ายหรือยัง ที่นี่เรียกว่าที่ไหน สถานตากอากาศบางปู สถานตากอากาศบางปู โอเค ก็là địa điểm nghỉ dưỡng Bang Pu nhanh lên à đây có xe miễn phí hả lốt free bác thơ lốt free mới hay